Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisamon. Và ở tập trước thì mình đã hồi sinh những Pokemon còn lại trong đội hình Pokemon thời tiền sử của mình nè, bao gồm 4 em này và những em này thì chưa có được mình luyện cấp á, nên là hôm nay tranh thủ mình đi khám phá, mình sẽ luyện cấp cho 4 em Pokemon trông rất là dễ thương này ha. Ngoài ra thì ở nhà mình đã có đầy đủ tất cả những miếng Blade rồi, và mình đã rất là sẵn sàng cho cái việc hồi sinh đấng sáng tạo ấy. Tuy nhiên thì điều kiện hiện tại mình chưa cho phép, là mình chưa gặp được cái chỗ thích hợp để mình ghép tất cả miếng Blade này lại với nhau thôi. Thế nên là ok, biết đâu bữa nay mình đi khám phá mình lại may mắn và tìm được cái chỗ đó thì sao. Nên là mình sẽ mang theo tất cả miếng Blade này bỏ vô ba lô ha. Ví dụ mà chập đường đi hên gặp cái là mình quất luôn, chế tạo luôn ấy chứ. Rồi ok, chuẩn bị đã xong, giờ thì lên đường thôi Pikachu. Ây da, mới đi xíu thôi mà gặp boss rồi. Rengar. Cái em này thì bây giờ mình chưa có tiến hóa được, là dạng tiến hóa của Hunter á. Nhưng mà đánh nhau thì chắc mình cũng khá là tự tin á. Ui, cẩn thận. Mình sẽ thử cho Calyrex của mình ra trận ha. Cái kèo này là phải thử sức của Calyrex rồi. Đây cũng là boss Ultimate ấy, nên là sẽ hơi căng tí. Nhưng không sao, cố lên. Đầu tiên thì mình sẽ cho Calyrex của mình tấn công bằng cái đòn này. Ui vô, Gengar đánh Calyrex của mình nửa cái máu rồi. Ui, trời ơi. Em cũng phản đòn đau không kém kìa. Nhưng mà tiếp theo không biết là Calyrex của mình có kịp tung đòn hay không. Không kịp tung đòn rồi. Gengar mạnh quá. Gagabu thì sao nhờ? Liệu rằng... Ui, rồi tính toán mình đã sai rồi. Mình sẽ thử kèm theo thêm một cái em Bisharp coi. Lâu rồi chưa cho Bisharp ra. Thì có vẻ là em quẩy khá là căng nè. Được. Hay lắm Bisharp. Rồi, nếu vậy thì cho em Dynamax lên luôn á. Rồi, bữa nay cho em gánh tem luôn. Xem phim. Kết thúc Gengar. Ui, và phía xa xa mình thấy có một cái em vịt cầm cộng hành kìa. Mình còn được thêm một cái mảnh Omega Shark từ Gengar nữa chứ. Ok, cứ lượm trước đi. Giờ thì mình sẽ chạy qua đây để tìm cái em Pokemon vịt cầm cộng hành. Ủa, em chạy đâu trời? Ủa, rõ ràng mình mới thấy em ở đây mà. Ui, chạy nhanh thiệt sự. Ê, mình đã nhanh lắm rồi đó mà còn không đuổi theo kịp. Tiếc vậy. Hình như cái em Pokemon đó có tên là Surfect thì phải. Trông rất là chiến luôn, giống như là một chiến binh dịch vậy á. Không có duyên gặp lại rồi. Ok, thôi không sao. Nếu mà tí nữa quận về á, có đi ngang thì hy vọng chúng ta sẽ có duyên và gặp lại. Oh what? Zarut. Ôi, chưa, mình cần phải thay đổi Pokemon liền. Mình cần cái em Gagabu này để mình cưỡi và bay đi tìm Zarut thôi. Zarut xuất hiện ở cái cánh rừng luôn. Wow. Cánh rừng là bên này. Ok, ngay đọt cây. Wow, được thật sự. Vào lần này mình sẽ cho Pikachu ra trận á, với đòn tấn công nhanh thử xem. Đấy, cái rỉa Zarut rất là ổn nè. Ây, Zarut phản đòn. Được đấy. Tiếp tục có rỉa nào Pikachu. Ok, như vậy thì sẽ rất là an toàn luôn. Mặc dù, ôi không an toàn lắm đâu. Zarut đã knock out Pikachu của mình trong một hit rồi. Ghê vậy. Mình phải phản đòn lại với Zarut thôi. Rồi, dùng đòn phi tiêu của
Ragapu nè, cậu rỉa rất là nhiều máu. Và Zarus đang bị hiệu ứng giật điện từ Pikachu hồi nãy á, nên là mình sẽ tung liền một quả Ultra Ball đi, để thử bắt Zarus về đội. Xem coi có được hay không nha. Khởi đầu. Ui, trời ơi, xém được kìa. Wow, chiến này có vẻ là nhờ Pikachu nên là mình sẽ có tỷ lệ cao là bắt được Zarus đây. Cố lên. Ôi dồi, đánh với cái em Atozo của mình cả đống máu luôn kìa. No, em Zarus này lì thiệt. Lúc đầu cứ tưởng là dễ bắt thôi, nhưng mà sau một vài lần mình thử ý, thì không có dấu hiệu là chinh phục được em. Ui, tưởng đâu là thất bại rồi chứ. Nhưng mà may quá, ở lượt 34 thì mình đã thành công thu phục Zarus rồi. Ôi, cái em này đúng lì luôn á. Để mình xem thử coi, Zarus của mình sẽ là một Pokemon song hệ nha, vừa bóng vừa lá nè và vừa bóng tối luôn. Còn về kỹ năng coi, chưa, em chưa có kỹ năng hệ bóng tối nào luôn. Một xíu có gì mình luyện cấp các thứ rồi cho em học thêm kỹ năng sao ha. Wow, và cưỡi Zarus mình di chuyển cũng rất là nhanh trên những tán lá nè. Được đấy. Rồi, tận dụng lúc này thì chắc mình sẽ đi vô rừng và khám phá luôn đi nhờ. Hợp lý á. Ừ, nay đang hơn. Không hẳn là đang hơn nữa, nhưng mà ít ra là cũng may mắn một tí vì gặp được Zarus. Thế nên là mình sẽ thử ở cánh rừng này và tìm kiếm thêm một vài em Pokemon cực kỳ hiếm ở trong cánh rừng ha. Trong đó có những cái vị thần nữa cơ. Hiện tại thì mình đã có được hai Pokemon vị thần trong cánh rừng này rồi. Lần lượt là Tapu Fini và Tapu Lele rồi nè. Cố lên. Còn hai vị thần nữa chưa xuất hiện nha. Mình rất mong là sẽ gặp được trong ngày hôm nay luôn. Đằng này có em khỉ. Khỉ lá. Mình sợ em chứ ta. Đằng kia là Banshee hả? Mình nhớ là hệ lá, hình như mình sở hữu rồi. À đây nè, Banshee. Mình đã sở hữu em Banshee rồi. Nên thôi, chắc mình sẽ không bắt em về đội ha. Vậy là bây giờ mình còn thiếu em khỉ nước, đúng không ta? Khỉ nước. Đúng rồi, mình chưa có em khỉ nước, mình chỉ mới có em khỉ lá nè với cả khỉ lửa thôi. Thiếu bé khỉ nước nha. Vậy là phải để ý mấy khu vực mà sông hồ ở trong cánh rừng á. Thường thì em khỉ nước sẽ xuất hiện ở những cái chỗ đó. Wow, cái em Wirlipede này không biết có thể tiến hóa không nhờ. Nhưng mà nhìn em cứ chất kiểu gì á. Đây, để mình thử cà khịa coi. Kiếm chi nào nhẹ nhẹ của Rakovic mình tấn công thử. Rồi, tackle nè. Này đánh nhẹ được nè. Rồi, câu rẻ nha. Ôi trời, đánh xong lọt xuống dưới luôn rồi. Rồi, thêm một đòn của Rakovic nữa. À, ok. Cáo rỉa như đây máu là thấy ổn rồi đó. Giờ thì mình sẽ thử tung bóng chớp. Rồi, Ultra Ball. Xem coi Willy BD có về đội của mình. Được luôn. Yay. Nhân phẩm trở lại. Cái gì? Đồng thời gần đây xuất hiện thêm một vị thần rừng nữa. Tapu Bulu. Nani? Vậy thì mình cần phải tìm đâu đó ở dưới những cái tán cây này. Ở đằng kia chăng? Chính xác rồi. Chuẩn. Đây chính là vị thần rừng tiếp theo ở trong cái cánh rừng này. Wow, mấy nghệ tiên với cả là hệ lá nha. Được. Mình sẽ chinh phục vị thần rừng này. Mình sẽ cho Pokemon nào ra đấu nha. Thử cho Arctozo đi. Thử xem. Dùng chiêu hệ băng thử coi. Ui da, vị thần rừng này đánh thúng quá. Ui, cũng có chiêu hồi máu nữa. Wow. Rồi, có nghĩa vị thần rừng thêm một hit nữa. Vị thần này có cái kỹ năng kiểu như làm quỷ trận đấu kìa, hay là rời trận đấu gì đó. Đang đánh nhau mà tự nhiên kết thúc trận đấu luôn. Lạ thiệt. Để mình cho Zarus ra trận đi. Trời ơi, vị thần này khó chịu nha. Hình mình thấy á, lần nào mình đánh nhau với mấy vị thần tabu này thì đều kiểu như có kỹ năng hồi máu. Mình để ý vậy. Nên là cái việc chinh phục rất là mất thời gian luôn. Ui dù, đánh mạnh vậy. Thôi nha, bình tĩnh nha.
chuyện đâu còn có đó nghe. Rồi, còn 45 quả Ultra Ball cuối cùng nè. Thử sức chinh phục vị thần coi. Được không? Ui, khó rồi, khó rồi. Ôi, rồi. Vị thần rừng này tự đánh rồi tự phán đam luôn rồi. Ai, tiếc vậy. Vậy là mình đã mất cơ hội kiểu như chinh phục vị thần Tabu đó rồi. Cạnh mình còn có Zubat nữa nè. Đang buồn mà tự nhiên gặp Zubat Shiny thì thôi bắt luôn. Này thì bay lãng vãng trước mặt mình. Ủa đâu rồi? Ê. Ôi, em bay tuốt vô cái hốc này luôn nè. Rồi bắt luôn nha. Một em dơi Shiny. Yêu. Em còn không chịu về đội của mình nữa. A few moments later. Không trúng cái nào luôn. Sao vậy? Ủa, làm sao? Sao vậy Lộc? Ok. Cái em dơi này bay cái quỹ đạo rất là khó hiểu nha. Ok. Choke à. Lại. Đó, mình không thể chọi được luôn nè. Các bạn coi đây. Không biết có bị lỗi game hay là cái gì không, mà mình không thể tung bóng chứa và thu phục cái em này được. Chỉ là một em dơi thôi đó nha. Ok, giờ thì được rồi. Và em chịu về đội của mình. Trời ơi, tưởng đâu không về đội của mình là xong luôn á. Ủa, rồi đâu? Em đâu? Ủa? Em đâu? Trời! Mình bắt được một em Ditto chứ không phải là... Ditto giả dạng cái em Zubat đó là mình tưởng... Ai bị lừa rồi. Shiba! Quê xệ vậy? Wow! Dưới này có boss gì đây? Gardevoir! Ôi, đây là một Pokemon song hệ tiên và siêu linh. Wow. Với kèo này để coi. Hơi căng á. Mình sẽ thử cho Pikachu ra solo thử với boss Legendary. Hơi rén một tí nhưng mà phải thử mới biết được. Ui, chưa kịp Gigantamax nữa. Nếu vậy thì thử với Greninja xem. Greninja thì hiện tại kéo rỉa đang rất là tốt nè. Nhưng mà bị Gardevoir phản đòn là xác định luôn. Giờ chỉ còn nước là thử với Metacross. Em này thì rất là lâu rồi. Chắc cũng vài ngày mình chưa cho em ra trận luôn á. Thử xem. Đầu tiên là mình sẽ cho em Gigantamax lên trước. Ui, bị đánh nửa cây máu rồi. Ui. Nhưng mà chỉ cần em chịu được thêm một hit nữa thôi. Được không? Yes. Metacross. Yay. Em đã giúp mình giành được chiến thắng rồi. Thêm được một miếng Blast. Và đồng thời cái em Wheelipede của mình cũng đã tiến hóa. Dạ. Và xem nào. Hình dạng tiếp theo của em sẽ ra làm sao đây. Ui, em trở thành Scolipede. Ủa, và đây là hình dạng gì mà đặc biệt vậy? Nhìn lạ vậy. Wow, em có cái tên dài ngoằng luôn kìa. Đây là hình dạng... Ủa, hình dạng bình thường á hả? Nhưng mà sao cái tên nó dài vậy? Scolipede the Cloud Watcher. Tên đúng ngầu luôn á. Ok, và đây cũng là hình dạng tiến hóa cuối cùng của em rồi đó. Gần đây mình thấy có một cái Master Chest. Từ. Để vô mình thử nhân phẩm của mình cái đã. Mình thấy quá là bất ổn trong ngày hôm nay rồi. Rồi ok, được cái đĩa luôn. Xong, đi về. Để mình chế tạo thêm bóng chứa. Chứ giờ mình còn có mấy quả à. Có 10 quả Ultra Ball à. Sao mà đi thu phục thêm Pokemon khác được. Mình sẽ dồn hết vào Ultra Ball là chính ha. Chiến này thì gặp vị thần nào thì mình cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Thunder Ball mình cũng sẽ làm thêm một ít. Với cả là level ball cũng vậy ha. Ok,
với lượng bóng chứa nhiều nhiều lại như vậy thì mình sẽ tự tin hơn trong việc chinh phục lại các vị thần ở trong cánh rừng. Và nãy giờ thì mình cũng luyện cấp sơ sơ cho mấy em Pokemon thời tiền sử rồi, nên là giờ test sức mạnh luôn ha. Rồi, ở đây có một cái em cá sấu mới có một sao à. Ồ, mình đi tìm boss thì chắc sẽ thử sức mạnh ok la hơn á. Để mình đi thử sang hướng này một xíu. Ôi trời, vừa mới nói dưới câu gặp ngay Kamurut luôn. Ơi thử đi, đưa Rayquaza vô trong, mấy cái em cấp cao vô trong á, đưa bốn cái em thời tiền sử này ra thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cho Rakovic ra trước. Ok, thử xem coi em có thể đối mặt với Kamurut boss cực kỳ căng không. Ồ, có vẻ ổn, có vẻ ổn. Rồi rồi, cố lên Rakovic, trận đấu đầu tiên của cưng để gánh tem ấy. Đấy rồi, đấy rồi. Chuẩn bị hit cuối cùng. Hay, Rakovic đã làm được rồi. Ủa, em học được kỹ năng gì mà có vẻ xịn vậy? Sẽ cắt đi lượng HP một nửa hả? Phải không vậy? Thiệt không nha, để mình học thử coi. Ồ, cái em Arctovic cũng học được kỹ năng Super Fang nè. Cắt một nửa HP của đối phương nghe rất là xịn luôn. Úi, được thêm một cái XP share nữa nè. Trời ơi, đã vậy. Nhưng mà cái này là chỉ share cho Pokemon nào gắn cái XP share thôi. Nó sẽ khác so với cái XP share on của mình á. Nhưng mà nó cũng rất là xịn nha. Mình sẽ nên giữ lại trong túi, sau này chắc mình sẽ cần á. Đại đại, chưa gì là thấy có Rakovic gánh tem rồi đấy, trong một số kèo. Ngon luôn. À, dùng này còn em nào khác không? Hết boss rồi. Có trainer. Ôi được, 38 cũng ok nè. Kèo này thì mình sẽ thử thử Arctovic đi, test kỹ năng mới luôn. Đâu rồi, Super Fang. Ôi chính xác luôn. Ôi kỹ năng gì mà OB vậy? Mới vô cà khịa phát đã cấu được nửa cây máu rồi của cái em Scrafty này. Hay đấy. Tiếp theo thì dùng đòn súng nước đi. Ui, cái em này nhìn chiến người ta, nhìn hiếp the hấp ghê á, cứ giật giật cái đầu cơ. Rồi, ok. Đối thủ tiếp theo là ai? À, Youngus. Trời ơi, em này để qua đầu thì chắc khỏi phải bàn luôn. Mình sẽ tiếp tục dùng Super Fang. Đó, hay ghê nhờ. Tiếp tục được nữa không? Hình như cái kỹ năng này chỉ có thể dùng một lần hay sao á. Mình dùng lại thì không thấy hiệu quả nè. À, ok, hiểu hiểu hiểu. Như vậy thôi, đổi sang ra cô do của mình. Thử dùng kỹ năng hay điện của em coi. Knock out luôn. Tiếp theo là một cái em nhện. Em nhện này hả? Thử dùng kỹ năng đuôi rồng của Ratozo coi. Knock out luôn. Ủa, cái gì? Rugengula đâu ra vậy? À đây à. Ôi em này muốn về đội của mình hay sao mà chủ động cà khịa mình luôn nè. Ok, nếu mà em muốn thì anh sẽ đưa em về đội. Cấu rỉa trước nửa cây máu đi. Rồi sau đó mình sẽ thu phục em bằng một cái quả level bond thử xem. Ghét cấp cũng khá là nhiều luôn. Ôi được luôn nè. Nice. Có thêm một em Pokemon hệ đá nữa về đội. Chắc mình sẽ luyện cấp cho em đi, vì Rogangola cũng có thể tiến hóa. Wow, đây là Mew. Và đây là hình dạng Alola của Mew nè. Mang hệ bóng tối nha. Ôi, được, được, được. Tiếp tục thu phục nào. Cái vùng mình bắt đầu xuất hiện thêm nhiều Pokemon mới hơn rồi đó. Nhiều hình dạng khác nhau luôn. Thật đấy. Và mình sẽ tận dụng level bond tiếp. Nay có vẻ level bond hiệu quả nè. Ôi được tiếp cơ. Đã chưa? Rồi giờ cày cấp cho hai em này luôn là đẹp. Và giờ mình cũng sẽ bay thẳng lại cái cánh rừng á. Tại vì mình muốn kiểu như chinh phục lại mấy vị thần. Nên là ok. Vừa chạy qua đó và vừa luyện cấp cho mấy Pokemon của mình luôn ha. Trước mặt mình là hai boss Blaziken cùng lúc luôn. Càng nha, một bên là Ultimate, một bên là Legendary. Đầu tiên thì sẽ cho Rakovic trước. Hơi ghén thiệt á.
Ôi dồi. Các bạn biết sao không? Blaziken ghét gấp đôi cấp lận á. Thôi, với kèo này thì chắc phải đưa một cái nhân tố gánh tem thôi. Hình như lâu rồi mình chưa cho bộ đôi Kiora và Raoden của mình ra trận. Cặp bà trùm này thấy vậy chứ là ha, giúp mình gánh tem lúc đầu hơi bị nhiều á. Thôi được, để mình sẽ thử cho hai em này ra trận trong kèo này. Ủa sao không đánh? Ủa, bị lắc rồi. Bị lắc mất tiêu rồi. Trời ơi, thoát ra vô lại cái mất tiêu luôn. Quê sệ thiệt chứ. Nhưng mà mối thù thì nhất định mình sẽ ghi sổ. Bán hành cho cả 4 Pokemon thời tiền sử của mình mà. Mình sẽ không dễ dàng tha đâu. Lần sau mình mà gặp là nhất định mình sẽ tìm cách để trả cái mối thù cho mấy ẻm. Wait a minute. Từ từ. Lần này mình lại gặp thêm một vị thần rừng khác rồi. Sau khi trở lại thì mình đã gặp vị thần tên là Tabu Koko. Từ từ để mình xác định vị trí của vị thần đó trước cái đã. Mình đang ở trên cao nhưng mà mình nhìn xuống mình không thấy đâu hết. Tại cây không à. Rất là khó để phát hiện luôn á. Ok. Anh, nhờ bật hitbox lên là phát hiện ra liền. Và phía dưới đang là Tabu Koko. Wow, trông rất là ngầu luôn. Quay được thật sự. Ok, và nhất định rồi, mình sẽ thử cho đội hình của mình chinh phục phi thần này. Nhưng mà rút kinh nghiệm từ lần trước á thì để cho trận chiến nó nhanh hơn và dễ dàng chinh phục phi thần thì mình sẽ đưa Cedar của mình để Cedar giúp mình phone sweep trước. Đấy. Ôi nhưng mà bị lắc rồi. Game của mình nó bị lắc hay sao rồi? Đánh nó không mất máu nè. Hồi nãy cũng như vậy á. Bây giờ mình mà thoát ra thì lại mất vị thần ấy. Kỳ vậy ta. Mình hồi phục cho Pokemon thì vẫn bình thường. Mình sẽ thử đánh một Pokemon khác coi. Coi có được không? Đó, các bạn thấy không? Cha tốt đánh mình, đánh ra Kozo của mình à mà không mất máu. Sau đó thì nó sẽ bị đơ luôn. Trời ơi. Oh my god. Sau khi thoát game vào lại thì đã hết lát rồi và mình có thể dùng Cedar để cống rỉa máu của Tabu Koko lại rồi đó. Ôi. Nhưng mà đánh đổi lại mình lại mất cái skin rồi. Oh no. Chơi game mà nó tức cái lồng ngực á. Thôi, không sao. Đấy. Skin có thể không có nhưng mà Tabu Koko nhất định phải có. Cố lên. Chúng ta sẽ chinh phục vị thần rừng thêm một lần nữa với một cái diện mạo mới luôn. Trời ơi. Sao mình có điểm quá à. Yo. Sao lần thử thứ hai thì Tabu Koko đã về đội của mình rồi. Đồng thời, Rogan Gola của mình cũng đã có đủ kinh nghiệm và tiến hóa. Giờ thì em sẽ có hình dạng tiếp theo. Wow, trông chất hơn rồi đấy. Có tên là Bordor. Ok, em cấp 28 thôi. Cố lên, mình sẽ gắng luyện cho em thêm một tí nữa để em đủ cấp và tiến hóa lên cái dạng cuối cùng luôn ha. Quên, mình phải đưa Tabu Koko ra ngoài nữa chứ. Đưa em ra ngoài và cởi đi dạo quanh khu rừng luôn. Thằng rừng cơ mà. Thổ địa ở chỗ này đó. Không, mình nói vui vậy thôi. Chứ thật ra em bay cũng rất là nhanh nè. Và chỉ số của em thì sao? Rất là đồng đều luôn. Được thì sự. Ok. Vậy là bây giờ trong cánh rừng này thì mình chỉ còn thiếu một vị thần nữa thôi. Đó chính là cái em Tabu Bulu hồi nãy mình kiểu như thất bại trong việc chinh phục thôi. Không sao, có được một em như vậy thì cũng rất là ok rồi. Ủa, ở đây có em dơi trong ngầu vậy? Wow. Nói bát. Chưa, để mình thử khiêu chiến thử. Rồi, mình sẽ cho Rakovic dùng cái đòn Super Fang thử coi.
Rất là hiệu quả nha, cấu được 50% máu liền. Sau đó thì tấn công nhẹ bằng một đòn này. Ok, kéo rỉa máu của Noibat đi rất là nhiều luôn. Tiếp theo thì bắt em dơi này thôi. Để coi coi. Ê, đừng nói là đây lại là Ditto nha. Wow đó. Mình nghi lắm. Để mình kiểm tra lại cho chắc nha. Lần này là Noibat hàng riêu. Vậy thì được. Chứ đừng có cái vụ mà treo đầu dê rồi bán thịt chó nha. Ok, và cái em Noibat này thì mình còn có thể cải cấp để giúp em tiến hóa. Ui, em là... Mặc dù tên là tên dơi nha, Noibat, nhưng mà lại mang hệ rồng. Quá dữ luôn. Không luyện cấp cho em thì hơi ổn. Rồi, đi luyện cấp luôn á. Ý, hình như mình mới lướt qua cái em nhận điện hay sao? Đúng. À không, đó là mèo rừng. Quê sệ thiệt chứ. Rồi lại gặp Gengar. Ấy dù, lại là Gengar Legendary. À, mình phải đưa cái em Pokemon ồn ào nhất trong cái đội hình của mình ra trận thôi. Lâu rồi chưa trẻ ra ngoài gầm gú rồi ha. Ok, quẩy đi cưng. Good lo. Úi dồi, mới ra thôi là gầm gú rồi đó. Hết thế em này thiệt. Ui, mà em này Dynamax lên thì sao nhờ? Ui, tính ra em Dynamax lên cũng không to lắm. Nhưng mà sức mạnh thì có tăng lên tí nè. Ok, cho em tranh thủ em quẩy đi ha. Gầm gú rồi, trước khi đưa em vô trong tiếp. Rồi. Em ra là ồn hết cả tay à. Mình thấy cái em Noibat của mình tiến hóa rồi kìa. Đúng rồi cưng. Tiến hóa đi. Và để coi coi khi mà Noibat tiến hóa thì em sẽ thay đổi như thế nào ha. Chuẩn bị. Wow. Trở thành Noiven. Học được một kỹ năng hệ rồng đầu tiên. Và chắc chắn rồi, với địch xả cánh bự như vậy thì mình có thể cưỡi Noiven và bay rất là nhanh luôn. Cái em dơi này được á chứ. Nhưng mà mình thích cái dạng nhỏ hơn á. Dạng nhỏ nhìn có vẻ là đặc biệt hơn, kiểu nó nhiều màu đỏ hơn ấy. Còn lớn lên thì đa số là màu đen. Đen huyền luôn. Đen hôi thùi lùi. Thôi kệ, không sao. Giờ thì sẽ tiếp tục cưỡi em này và đi khám phá trong cánh rừng á. Không giấu gì các bạn, bữa nay thì mình qua cánh rừng này chủ yếu là mình đi tìm Mew á. Thiệt luôn. Mà nãy giờ mình bay không biết bao nhiêu vòng mà không có gặp Mew gì hết. Số mình nó làm sao á. Mình sẽ thử đi thêm vài vòng nữa. Nè, cái chỗ này lần trước là mình đánh Banshee rồi Cedar Bot đồ các thứ ngay đây nè, quá trời luôn. Giờ thì mình lại bay ngang tiếp rồi. Cánh rừng này thì nó bự thiệt đó, nhưng mà cái xác suất mình gặp được Mew á, nó chỉ là 0.1% thôi, rất là mong manh luôn. Nên là nó rất là phụ thuộc cao vào cái nhân phẩm của mình đi. Trời. Mình cứ tưởng đây là giống khỉ mới chứ. Không, đây là Banshee, nhưng mà đây là hình dạng boss nha. Màu tím, chắc là cấp epic ấy. Lâu rồi, mình chưa cho Moltres thử chiến nè. Nên là lần này mình sẽ thử cho Moltres chiến với Banshee ha. Xem coi Moltres có chiến thắng được trước chú khỉ kháo khỉnh hay không. Có vẻ là được, chỉ với một hit thôi. Và mình được một cái amulet coin. Ok, giờ thì đi tiếp nè. Vẫn chưa có dấu hiệu của việc gặp được Mew nha. Ayo, what's up? Một Pokemon cực kỳ nam tính luôn. Đó chính là Monkey màu hồng. Ok, mình thích những em màu hồng như vậy. What the hell? Tại sao lại là Ditto? Đó rồi. Cái gì hoài vậy? Bữa nay mình bắt được Ditto 2 lần, giả dạng thành 2 hình dạng khác nhau luôn à. Một lần thì giả làm Shiny, lần này thì giả làm màu hồng. Lắm trò thật sự luôn. Ở đây có cái em Trico nè. Ế, hình như đây là một trong những Pokemon khởi đầu luôn á. Đúng không ta? Đúng rồi. Được quá. Vậy thì về đội với anh luôn đi cưng. Trico, Fawn Sweep em trước á. Để xem. Có
có vẻ là mới một quả duy nhất thôi. Ui, ôi không được nha, em này lề nhỉ, một quả không được, phải bồi thêm một quả khác rồi. Đây là quả Ultra Ball thứ hai. Và với quả thứ hai thì được rồi. Dạ. Thêm một Pokemon khởi đầu nữa về đội. Đưa em qua đây. Ôi, nhưng mà khoan, từ từ em Bodo mình không thể tiến hóa bằng cách cày cấp rồi. Ồ, em chỉ có thể tiến hóa khi mình trade thôi. Oh my gosh. Hèn gì nãy giờ cày quá trời quá đất mà không thấy tiến hóa. Hiểu vấn đề luôn. Thôi không sao không sao, từ từ rồi cũng sẽ tiến hóa thôi. Oh my gosh, cùng lúc chỗ mình xuất hiện hai Yveltal luôn. What the hell? Oh, hai em này gần nhau nên là mình có thể thu phục cùng lúc cả hai được. Không sợ hai em này biến mất đâu. Ui, và đây là Pokemon trong bộ ba XYZ nha. Hôm nay ít ra là mình cũng không tới nổi tệ đâu. Nhân phẩm mình cũng lúc lên lúc xuống chứ bộ. Rồi, cấu rỉa máu của Yveltal rất là thấp rồi. Sau đó thì mình sẽ tung bóng chứa và thu phục em luôn. Yay. Xong rồi. Chỉ với chính lược thôi thì em Yveltal đầu tiên đã về đội của mình. Đồng thời Trickle đã có được lượng kinh nghiệm từ việc bắt Yveltal á và tiến hóa luôn. Một công đôi chuyện thì chứ. Rồi cần tiến hóa nhanh đi, anh còn bắt Yveltal còn lại nào. Giờ em đã trở thành Rovilea. Dạ. Chạy qua đây lẹ. Ủa? Ui kìa. Ủa sao mình lại gần lại đổi màu rồi? Kỳ cục kẹo vậy. Thôi không sao. Không cho mình dùng phone flip với cả so đen rồi. Ê, cưng khó chịu chứ gì. Anh bắt cưng luôn chứ cưng khó chịu với anh. Rồi, để xem. Em Yveltal thứ hai thì mình có thể bắt được một cách dễ dàng không? Ôi, một quả duy nhất thôi. Wow. Ảo thật ấy. Và bây giờ, cái em Trickle ngày nào chuẩn bị tiến hóa thành cái hình dạng cuối cùng luôn rồi nè. À, bắt Yveltal được quá trời kinh nghiệm cơ mà. Em đã trở thành hình dạng cuối cùng và có tên là Sceptile. Học được cái năng đua chớp luôn. Bây giờ mình sẽ coi coi hai em Yveltal của mình nè. Ôi, lượng máu thì hơi chênh lệch một xíu nha. Ồ, oh, chỉ số thì sao? Ồ, oh, cái em ở phía dưới này có vẻ chỉ số vượt trội hơn nè. Tấn công tới 231 lận. Tấn công đặc biệt là 171. À, vậy là một em thiên về tấn công đặc biệt, một em thiên về tấn công vật lý. Hai em này có chỉ số khác nhau hoàn toàn. Ồ, oh, và Yveltal là một Pokemon mang song hệ vừa bay và vừa bóng tối luôn. Ok, mình sẽ mang hai em này để cạnh Sonic ha. Bộ ba XYZ sắp hoàn thành rồi. Mình chỉ còn thiếu một Pokemon cuối cùng thôi. Cố lên, cố lên. Wow, cánh rừng này có vẻ là may mắn đối với mình ấy. Ừ, và hình như Yveltal á, mình còn có thể cưỡi nữa. Ra ngoài nè. Đấy, đẹp thiệt sự. Rồi, giờ thì mình có thể cưỡi Yveltal và bay một cách rất là thoải mái luôn á. Tiệt cú mèo. Hồi máu lại cho em đi. Ừ, chắc bây giờ mình cũng đi về nhà thôi. Giờ cũng đã trễ lắm rồi. Mình đã mất tới mấy ngày liền ở cánh rừng nhưng mà ai, mình vẫn không thể nào gặp được cái bé Mew hết. Ồ, rất là khó tìm luôn. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình lì lắm nên các bạn yên tâm nha. Ngày 1 tìm không được thì ngày tiếp theo mình sẽ tìm tiếp. Ủa, đây là Pokemon gì vậy? Ồ, hệ tiên và hệ siêu linh. Ok, thử cho Yveltal mình ra trận luôn. Trận chiến đầu tiên của mình và Yveltal luôn nè. Wow, đây là Kilia. Ôi, Pokemon này nhìn lạ vậy. Thử coi. Tấn công đòn đầu tiên nào Yveltal. One shot luôn. Cực mạnh. Và Kilia thì mình sẽ tung Ultra Ball để bắt hở, xem coi có được hay không. Yeah. Nhân phẩm mình trở lại rồi. Mình đã bắt được Kilia về đội. Em này không biết còn có thể tiến hóa được hay không á. Nhưng mà hình dạng thì trông khá là lạ luôn nè. Ok. Ui, có thể. À, vậy là đây là dạng chưa tiến hóa của Gardevoir. Uầy,
Trời ơi, còn múa giỏ nữa kìa. Được ấy, được ấy. Bắt em về đội là quá hợp lý luôn. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng luyện cho những Pokemon này lên cấp, kiểu như xem nha, khoảng cấp 100 á, cho mắt luôn. Lúc đó thì chiến đấu sẽ tốt hơn rất là nhiều ấy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp cùng với những người đồng đội cực kỳ ngầu trong ngày hôm nay. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ừ, mình phải gán lấy lại kin mới được, không có kin nhìn phèn quá.